ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 10. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nữ chủ quán karaoke ở Đồng Nai bị bắt vì chứa chấp sử dụng ma túy. Xe chở công nhân va chạm xe tải, 20 người nhập viện cấp cứu. Dọn bùn sau lũ quét phát hiện két sắt chứa tiền vàng và sổ đỏ. Nhiều ô tô va chạm ùn ứ trên cầu Sài Gòn giờ cao điểm. Tài xế cầm tuyết sắt chặn xe tải trên quốc lộ 1 bị phạt 500.000 đồng. Bên trong buổi huấn luyện lính dự bị Nga. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 6 tháng 10. Sáng ngày 6 tháng 10, xe tải biển số Hà Nội qua trạm thu phí BOT Quảng Trị ở làn thu phí tự động. Khi đến vị trí tiếp giáp với barrier của trạm thì bất ngờ giảm tốc độ. Cùng thời điểm, có một xe con mang biển số Quảng Trị chạy bám sát phía sau và không giữ khoảng cách nên đã đâm vào đuôi của xe tải này. Vụ va chạm khiến xe con bị hư hỏng. Ông Hoàng Gia Đại, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quảng Trị cho biết, sau khi sự việc xảy ra, trạm BOT truy xuất dữ liệu trong 2 tháng, từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 6 tháng 10, thì phát hiện đây đã là lần thứ 19 chiếc xe con này vượt trạm né nộp phí bằng cách núp sát xe tải như trên. Chiếc xe này cũng được xác định là xe chuyên chở khách và trong tài khoản trên hệ thống thu phí đã không còn tiền. Theo ông Đại, thời gian qua, mỗi ngày bình quân từ 70 đến 80 xe con dùng cách bám đuôi xe tải để vượt trạm né phí như trên. Được biết trước đó vào ngày 30 tháng 9, một chiếc xe con khác cũng đã xảy ra va chạm tương tự tại trạm này khi đâm vào đuôi xe tải khiến xe con hư hỏng. Sáng ngày 6 tháng 10, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô tại chân cầu Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức hướng vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông. Tại hiện trường có 2 ô tô bị hư hỏng nặng, không di chuyển được sau cú va chạm. Lực lượng chức năng đã điều xe cẩu đến hiện trường để di dời đi nơi khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ hơn 2 km. Ngày 6 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã triển khai quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế trong vụ cầm tuyếp sắt chặn xe tải, đe dọa tài xế trên quốc lộ 1. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một xe tải bị hai người đàn ông cầm ống tuyếp chặn đầu xe, đập vào cabin và đe dọa trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Tiền Giang. Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9, anh H, 28 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, lái xe tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận. Khi đến địa bàn thị xã Cai Lậy thì có một xe tải chết máy dừng trên đường nên anh H xin chuyển hướng ra làn đường 1 sát giải phân cách. Lúc này xe của anh H và xe tải khác chạy gần nhau đã va quẹt dẫn đến cãi vã, sau đó hai xe tiếp tục di chuyển. Khi xe anh H đến đoạn thuộc địa bàn huyện Cái Bè thì bị tài xế xe tải trên chặn đầu. Hai người đi trên xe tải bước xuống, trên tay cầm ống tuyếp sắt đe dọa và gõ vào cửa xe của anh H. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã mời tài xế và người đi chung xe tải lên làm việc. Tài xế khai tên Trần Văn Nhẫn, 72 tuổi. Công an đã lập biên bản vi phạm về hành vi dừng đổ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường rộng, và tạm giữ giấy phép lái xe của ông Nhẫn. Với lỗi này, ông Nhẫn bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang xử phạt 500.000 đồng. Trưa 6 tháng 10, lực lượng công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe chở công nhân khiến ít nhất 20 người nhập viện cấp cứu. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chiếc xe chở công nhân của một nhà máy đi theo hướng từ huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ đến đoạn xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ thì va chạm với xe tải chạy hướng ngược lại, cú tông vào hông xe chở công nhân khiến nhiều người bị thương kêu cứu. Chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng đưa 20 nữ công nhân bị thương trong vụ tai nạn trên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, tỉnh Nghệ An. Sau khi sơ cứu, có 2 người bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Được biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là công nhân của nhà máy may mặc ở huyện Tân Kỳ. Chiều ngày 6 tháng 10, lò hút bụi của một công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương bất ngờ phát nổ, khiến nhiều công nhân bị bỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, gần 13 giờ chiều cùng ngày, lò hút bụi của công ty chuyên sản xuất đồ dùng bằng gỗ nằm trên đường số 26 khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An bất ngờ phát nổ. Vụ nổ làm lửa và khói bốc lên nghi ngút, bao trùm cả khu vực nên các công nhân phải tháo chạy ra ngoài. Nhận thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Dĩ An đã tới hiện trường nhanh chóng khống chế ngọn lửa.
Thông tin ban đầu có khoảng 4 người bị bỏng nặng, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tới gần 16 giờ chiều cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Bên chỗ em kéo cá nhiều lắm anh. Sau hơn một tuần biến động mạnh do ảnh hưởng của bão Noru, hai ngày qua, biển Phú Quốc, Kiên Giang lặng sóng và trong xanh, nhất là các bãi biển phía tây của đảo. Đây cũng là thời điểm Phú Quốc bắt đầu mùa ruốc. Sáng sớm khi mặt trời chưa lên, nước mát nên ruốc vô bờ đỏ nước. Anh Phạm Quốc Thái, chủ một khách sạn ở khu phố 7, thành phố Phú Quốc, thấy ruốc kéo vô sát bờ, liền cùng nhân viên và du khách lấy vợt xúc. Mọi người xúc chưa đầy 5 phút đã được gần 10kg, đủ chia nhau ăn chứ không vớt nhiều. Ruốc vô bờ kéo theo các loại cá như cá chỉ vàng, cá ngân cũng vô theo để săn mồi. Nhiều ngư dân ở bãi trường xã Dương Tơ dùng lưới về bắt cá. Biển Phú Quốc đẹp nhất bắt đầu từ thời điểm chuyển mùa bất. Cứ mỗi khi chuyển mùa, người dân Phú Quốc lại náo nức chuẩn bị dụng cụ để xúc ruốc và đánh cá. Thường mùa ruốc kéo dài gần một tháng. Ruốc đánh bắt được, người dân phơi khô để dành nấu canh hoặc làm các món khác. Ngày 6 tháng 10, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp đối với bà Hà Lê Hồng Phúc, 40 tuổi, là chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc ở huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc và phát hiện nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay trong ngày 2 tháng 10, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Gồm Nguyễn Đăng Tiến Lộc, Phạm Thị My, Lê Văn Hải, Trần Thanh Danh, Trà Ngọc Bi và Đinh Thanh Tùng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, hàng ngày bà Hà Lê Hồng Phúc giao cho Hải, Lộc và My làm quản lý, thường xuyên có mặt ở quán để điều hành. Khi khách đến quán karaoke để hát, nếu có nhu cầu cần nhân viên phục vụ bay lắc thì My sẽ gọi các nhân viên đến phục vụ. My và Lộc còn nhiều lần liên hệ với đối tượng Danh mang ma túy đến bán trực tiếp cho khách hoặc thông qua My và Lộc để đưa ma túy vào phòng hát. Chiều ngày 5 tháng 10, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận hàng chục con rùa quý hiếm do chùa Phước Hải, tức chùa Ngọc Hoàng, phường Đa Cao, quận 1 bàn giao. Số rùa trên được các Phật tử mang đến chùa phóng sinh. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tiến hành phân loại, kiểm đếm, tiếp nhận 60 cá thể rùa quý hiếm như rùa đất lớn, rùa cổ bự, rùa răng, rùa núi vàng, rùa hộp lưng đen. Cá thể rùa lớn nhất tại đây có cân nặng gần 20kg, khoảng 20 năm tuổi. Số rùa trên được chùa nuôi trong một hồ nước rộng khoảng 20m2. Tất cả thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Ngoài ra, một số cá thể rùa bị bệnh sẽ được kiểm lâm lên phương án cách ly phân loại điều trị. Sau khi tiếp nhận, bầy rùa trên được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên. Trưa ngày 6 tháng 10, chính quyền và lực lượng quân đội đã bàn giao tài sản là chiếc két sắt chứa tiền vàng sổ đỏ của một nhà dân bị lũ quét cuốn trôi ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ giúp người dân sau trận lũ quét lịch sử, các chiến sĩ tiểu đội 11, đội công tác Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An phát hiện một chiếc két sắt nằm sâu dưới lớp bùn đất. Sau khi đưa lên, đội tìm kiếm đã báo với chính quyền địa phương và mở két sắt để xác định chủ nhân. Bên trong két có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, một cây vàng trị giá hơn 66 triệu đồng, một sổ đỏ cùng nhiều giấy tờ khác. Toàn bộ số tài sản trên là của gia đình bà Lương Thị Ổn ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Gia đình bà Ổn bị cuốn trôi nhiều đồ đạc, trong đó có chiếc két sắt trên vào đợt lũ quét ngày 2 tháng 10. Nhận lại tài sản, vợ chồng bà Ổn bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới lực lượng quân đội đã tìm kiếm tài sản giúp bà con. Sáng ngày 6 tháng 10, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk xác nhận trang trại nuôi bò trong khu bảo tồn thiên nhiên ESO, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk thuộc sở hữu của gia đình ông Y Luyện Nie Kadam, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn 2000-2005. Ông Dương cũng cho biết đã yêu cầu khu bảo tồn thiên nhiên ESO vào kiểm tra và báo cáo cụ thể. Theo tìm hiểu, khu vực này được xác định là vùng bán ngập của hồ thủy điện và là đất thuộc khu bảo tồn, tức không thể xây dựng, làm trang trại. Trả lời việc này, lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên ESO cho biết, khi về tiếp nhận công việc thì trang trại của ông đã có sẵn.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk cũng nhìn nhận trang trại giữa rừng cấm xét về quy định là sai. Tuy nhiên, do trang trại đã có từ trước và ông Y Luyện nguyên là lãnh đạo, có nhiều công lao, nay về già, lại thích ở trong trang trại này hơn, cơ quan chức năng sẽ vận động giải tỏa dần. Chuyển sang phần tin thế giới, tại một khu huấn luyện ở tỉnh Rostov, phía tây nam nước Nga, lính dự bị được đào tạo để có thể sẵn sàng trực tiếp tham gia chiến đấu. Những người lính dự bị này là một phần trong số 300.000 lính dự bị, dự kiến được động viên theo lệnh ngày 21 tháng 9 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các binh lính dự bị sẽ được gửi đến 80 khu huấn luyện và 6 trung tâm huấn luyện. Các binh sĩ mới được triệu tập sẽ được huấn luyện sử dụng các loại vũ khí cơ bản. Trong khi đó, khác với lính dự bị, các binh sĩ nghĩa vụ được gọi trong mùa thu này sẽ được điều động tới các đơn vị không tham chiến tại Ukraine. Quá trình đào tạo các tân binh diễn ra trong bối cảnh Nga đang hoàn tất các thủ tục sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine. Động thái bị Liên Hợp Quốc phản đối. Trong khi đó, Ukraine cũng đang tổ chức phản công ở cả khu vực miền đông và miền nam đất nước, giành lại nhiều lãnh thổ vốn bị Nga kiểm soát từ những tháng trước. Một người Anh đã chứng minh kỹ năng lái xe tăng của mình khi dùng chiếc xe mua đồ KFC qua cửa drive-thru, mua hàng trực tiếp từ trên xe. Đó là ông Eddie Hall, nổi tiếng với việc từng đạt danh hiệu người đàn ông khỏe nhất thế giới. Ông cũng sở hữu một chiếc xe mà người trong quân đội gọi là phương tiện trinh sát bọc thép, còn người thường đơn giản gọi là xe tăng. Đó là một chiếc CVR được độ lại để có thể chạy bằng động cơ xăng trên đường phố. Eddie rất thích chiếc xe, thỉnh thoảng lái ra đường, dù rằng bị giới hạn tốc độ 32 km/h theo quy định. Lần này, Eddie muốn lái xe tăng đến KFC để mua đồ ăn, thông qua cổng mua hàng trực tiếp từ trên xe, vốn phổ biến với người Mỹ. Đi xuyên qua các dải đất đẹp mà không làm ảnh hưởng đến các vật thể khác phải là một tay lái cứng cựa như Eddie Hall, người từng đạt danh hiệu khỏe nhất thế giới. Ngày 5 tháng 10, trang Malay Mail đưa tin một tổ chức nghiên cứu rùa đã quay lại được khoảnh khắc kỳ diệu khi một chú rùa hai đầu vừa nở trong cát trên một hòn đảo của Malaysia vào tháng 9 năm 2022. Nhóm trưởng Sei Ling Long nói đây là lần đầu tiên cô bắt gặp một chú rùa hai đầu vẫn còn sống bởi dị tật bẩm sinh có thể làm rùa con chết khi còn phôi thai. Trước đó vào năm 2021, một chú rùa con tại Slovakia khi sinh ra đã có hai đầu. Xa hơn, vào năm 2019, một nhóm giám sát rùa biển ở bang Nam Carolina, Mỹ cũng đã phát hiện một chú rùa hai đầu mới nở. Theo Bangkok Post, cảnh sát cho biết có 22 trẻ em trong số ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại trung tâm chăm sóc trẻ em do một tổ chức có tên Uthai Sawan điều hành ở huyện Nak Lang thuộc tỉnh Nong Bua Lam Phu, đông bắc Thái Lan. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan cho biết, thủ tướng nước này đã yêu cầu tất cả cơ quan liên quan hành động và bắt giữ thủ phạm. Nghi phạm được xác định là một cựu cảnh sát tên Panya Kamrap, mang theo súng và dao vào thời điểm xả súng. Thông tin cập nhật từ cảnh sát cũng cho biết, nghi phạm đã tự sát. Hiện vụ việc đang được cảnh sát mở cuộc điều tra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay 6 tháng 10, khu vực Bắc Bộ, Nam Đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông. Các tỉnh Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Từ ngày mai 7 tháng 10, không khí lạnh xuất hiện và tiếp tục mạnh hơn. Và đến khoảng 9 đến 10 tháng 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ. Cùng thời gian này, rãnh áp thấp ở phía Nam cũng có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Do đó, Bắc Bộ từ đêm 9 tháng 10, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, vài nơi có mưa rào, cục bộ mưa to. Khu vực Hà Nội ngày mai 7 tháng 10, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C, thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, trời có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, thấp nhất từ 22 đến 24 độ C. Trong khi đó, khu vực thành phố Cần Thơ, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage Báo Tuổi Trẻ.
vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.